Đây, như vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành cái việc gọi một cái hàm viết trong thư viện. Chúng ta đặt cái thư viện đó là một cái file riêng, rồi chúng ta gọi hàm đó. Nhưng cái phép gọi đó chúng ta thực hiện từ hợp ngữ, tức là chương trình hợp ngữ này gọi một cái hàm định nghĩa bằng hợp ngữ đã viết trước đó. Bây giờ chúng ta tiến thêm một cái bước nữa, đó là chúng ta đi viết chương trình bằng C, xong rồi chúng ta sẽ gọi một cái hàm hợp ngữ. Cái cơ sở của cái việc để cho chúng ta có thể gọi một cái hàm từ ngôn ngữ C mà chúng ta gọi một cái hàm hợp ngữ, đó là cái stack frame. Thì khi mà chúng ta gọi gọi chương trình con, trong chương trình này các em thấy nó có cái lệnh là display memory str và l chẳng hạn, thì các tham số này sẽ được đưa vào stack theo thứ tự ngược lại với thứ tự ta đang khai báo. Như vậy có nghĩa là l sẽ được đưa vào trước, rồi sau đó đến địa chỉ của chuỗi sẽ đưa vào kế tiếp. Địa chỉ trả về tức là địa chỉ của cái lệnh ngay sau cái lệnh mà chúng ta gọi hàm ở đây. Rồi sau đó thì chúng ta có EBP, thì mà tới đây thì chúng ta sẽ có ESP. Thì chúng ta mới trong hàm, trong 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 cái chương trình con viết bằng hợp ngữ đó, thì các em nhớ là chúng ta phải làm cái động tác gì? Chúng ta phải push EBP, chính là chúng ta thực hiện cái động tác này. Rồi sau đó chúng ta mới move EBP ESP. Thì push EBP tức là chúng ta lấy cái giá trị EBP lúc đó ta cất vào stack. Thì cái EBP lúc đó chính là cái gì? Nó chính là cái giá trị stack pointer của cái previous frame. Trong cái previous frame này chúng ta có EBP chỉ đến đâu đó đây, frame pointer. Frame pointer chính là cái giá trị của EBP, nó chỏ trỏ đến cái vùng nhớ trong stack ở đây. Đó, thì khi mà chúng ta thực hiện cái lệnh push EBP thì cái frame pointer này nè, ở đây nè, sẽ được cất vào trong này. Rồi sau khi cất xong thì chúng ta sẽ move EBP ESP, như vậy tức là EBP nó sẽ chuyển đây. Và khi mà EBP chuyển đây thì bây giờ nó sẽ là frame pointer của cái frame này, của cái stack frame mới này. Là stack frame mới là tính từ đây cho đến. Rồi trong sau khi mà làm cái động tác này xong đó, thì ở phía trên này chúng ta sẽ có các cái local variables. Thì bây giờ để cho các em dễ hiểu á, thì chúng ta sẽ làm từng bước một đi. Trước tiên là tôi sẽ định nghĩa một cái, đầu tiên là tôi sẽ test in một cái chuỗi ra nha, nhưng mà chúng ta không dùng printf để ta in ra, mà chúng ta sẽ sử dụng cái hàm write string ở đây nha, hàm write string để ta in ra. Cái hàm write string là định nghĩa sẵn trong thư viện display rồi. Đó. Như vậy ở đây thì tôi khoan dùng display memory, mà tôi sẽ đi sử dụng cái hàm write str. Đây là hàm bên ngoài nha. Thì write string nó cũng có hai tham số. Tham số thứ nhất là EBP cộng 8. Đây 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 là EBP nhé. Thì chúng ta thấy là tới đây chính là EBP cộng 8. Nó sẽ được địa chỉ của chuỗi. EBP cộng 12 thì chúng ta lấy được chiều dài. Như vậy bây giờ tôi thử in ra nha, tôi thử in ra cái chuỗi str kia. Tham số thứ nhất địa chỉ của chuỗi str, tham số thứ hai là chiều dài nha. Chiều dài thì chúng ta có thể dùng hàm len để ta lấy ra này trước. Ta minh họa nhé, tức là thay vì dùng printf thì tôi sẽ write string để in ra trước ở đây. Xem nó có in được giống như ý ý mình không. Bây giờ tôi sẽ phải upload cái này lên. Tôi upload chương trình là test.c. Bây giờ chúng ta sẽ dịch cái chương trình này nha. Chúng ta sẽ dịch nó bằng GCC. Rồi, dịch thành công. Bây giờ tôi chạy thử. Lý do tại sao? Copy cái test lên trước. Rồi chúng ta sẽ copy luôn display lên sau. Rồi sau đó chúng ta phải dịch cả hai. Rồi bây giờ tôi qua đây tôi dịch lại. Chúng ta mới GCC. Đấy, bây giờ chúng ta thấy là nó đã in ra được. À. Rồi. Bây giờ chúng ta tiến thêm một cái bước nữa, đó là in một cái vùng nhớ ra. Tôi cung cấp cho các em một cái hàm, một cái thư viện mem.asm. Và trong thư viện này tôi định nghĩa hai hàm. Một cái hàm là disp là memline. Memline tức in một dòng. Nhớ in một dòng. In một dòng, và trên một dòng này thì chúng ta in 16 bài nha.
Rồi sau đó là chúng ta định nghĩa một cái function đó là display memory. Thì cái function display memory này đó nó sẽ gọi cái memline này để in ra. Nè, để in ra. Thì ở đây chúng ta thấy là để in bộ nhớ đó thì chúng ta push EPP này, move EPSP này. Chúng ta lấy địa chỉ của bộ nhớ nha, địa chỉ EPP cộng 8 mà. À, chúng ta lấy địa chỉ là EPP cộng 8 thì đây, EPP cộng 8 chính là địa chỉ của chuỗi, chúng ta chép vào trong ESI. Rồi chúng ta lấy chiều dài EPP cộng 12, chúng ta chép vào ECX. Rồi. Và vì mỗi dòng thì in 16 byte cho nên là tôi sẽ dịch phải 4 bit để chúng ta chia cho 16, coi như cái là chia 16. Thì trong ECX bây giờ nó sẽ chứa là số dòng. À. Khi có số dòng rồi thì chúng ta sẽ call memline xong rồi loop display mem. Để cái nhãn này tức là cái memline này sẽ được gọi với số lần là số số dòng mà chúng ta đã có trong này. Đó. Còn trên mỗi dòng thì chúng ta sẽ chép 16 vào trong CX. Rồi chúng ta cho ESI trỏ đến cái dòng đó thì thực ra là trong cái này thì ESI nó đã trỉ rồi. Cho nên là chúng ta cứ tăng ESI lên thôi. Và load string by call write hex tức là in ký tự, in khoảng trắng rồi lặp cái vòng lặp này. Trong vòng này nó in 16 byte trên một dòng và hết một dòng thì chúng ta xuống dòng. Đó. Và khi xuống dòng xong thì chúng ta sẽ pop ECX để cho nó sẽ quay trở về cái vòng lặp này để chúng ta in dòng kế tiếp. Đó. Thì đây là một cái thư viện khác. Và bây giờ nếu mà xét bằng hình ảnh thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta sẽ in vùng nhớ này ra nha, và chúng ta in với cái vùng nhớ bắt đầu từ địa chỉ này và in với số byte lại chiều dài ở đây. Chúng ta dịch mem và chúng ta mới đẩy cái test này lên display display.o mem.o xuất ra chương trình là test. Đó. Bây giờ ta chạy thử đây, chỉ là nội dung của cái chuỗi nó sẽ in ra. Thì trên một dòng là 16 byte, hai dòng là 32 bài nha. Đó. Thì bạn nào mà làm cái final project mà làm cái topic này á thì chúng ta có thể dựa trên cái ví dụ này để các em có thể in ra. Tất nhiên là chúng ta phải làm thêm cái động tác là in ra cái địa chỉ phía trước rồi chúng ta in thêm cái chuỗi ASCII phía đằng sau này nữa là có thể hoàn chỉnh cái bài đó.